Còn tại miền Bắc thì thời điểm hiện tại các nhà vườn trồng cam tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũng đang bước vào vụ thu hoạch. Theo ghi nhận của phóng viên VTC16, giá cam đầu vụ đã giảm nhiệt, chỉ còn từ 18 đến 25.000 đồng 1 kg tại vườn so với 35.000 đồng 1 kg thời điểm này năm ngoái. Giá cam giảm, người trồng cam Cao Phong cũng đang đối diện với nhiều nỗi lo khi mà hiện nay thị trường cam dường như đã bão hòa, đặc biệt là xảy ra tình trạng nhiều loại cam nhái thương hiệu cam Cao Phong. Vườn cam rộng hơn 1 hecta của gia đình ông Lâm Đức Lợi bắt đầu cho thu hoạch. So với thời điểm này năm ngoái, người trồng cam kém vui hơn do giá giảm chỉ còn 20.000 đồng 1 kg tại vườn. Đặc biệt, số lượng tiểu thương đến tại vườn thu mua cũng ít hơn so với vụ trước. Năm mọi năm thì đầu vụ sôi nổi lắm, giá thì cao, khách mua thì nhiều. Năm nay thì đầu vụ thì ít khách, đây toàn gửi những chỗ khách quen thôi. Hà Nội rất là ăn quen rồi thì mới gửi được thôi, còn các khách mua ô tô rất là năm nay không thấy mấy. Sở dĩ giá cam Cao Phong năm nay rẻ hơn so với các năm trước là bởi diện tích trồng cam liên tục tăng trong 5 năm trở lại đây. Các hộ áp dụng trồng cam theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp bị thua thiệt nhiều hơn khi giá bán cam Việt Gáp không khác gì so với cam thường. Như chúng tôi thì rất là buồn vì là sản phẩm làm ra theo Việt Gáp thì là phải theo đúng tiêu chuẩn. Mà nếu cam trôi nổi trên thị trường thì vẫn giá đấy thì tất nhiên là hiệu quả kinh tế để làm Việt Gáp thì nó sẽ kém hơn. Ngoài việc phải cạnh tranh với một số địa phương trồng cây có múi khác, tình trạng nhái thương hiệu cam Cao Phong cũng đã khiến cả người mua và người trồng cam hết sức lo lắng. Việc đó thì quá nhiều, khiến cho người tiêu dùng là quá là lung túng trong sự lựa chọn luôn. Ngay bản thân như tôi là một người Hòa Bình, nhưng mà trong khi đi mua cũng đã bị sự nhầm lẫn giữa cam Cao Phong Hòa Bình và loại cam khác. Cam Cao Phong nổi tiếng rồi, nhưng mà bây giờ thương lái ở các nơi cứ lấy cam chỗ khác về xong lại cũng bán tên Cao Phong, cho nên là mà các nơi chỗ khác thì nó lại rẻ hơn. Thế là họ cứ mang về họ bán tên Cao Phong, thế là làm dân Cao Phong ở đây năm nay bán là lại chật vật. Hiện tại toàn tỉnh Hòa Bình có 8.100 hecta cây có múi, tăng 5.700 hecta so với năm 2013. Riêng cam tại huyện Cao Phong đang được trồng với diện tích gần 1.500 hecta. Theo chia sẻ của các nhà vườn, dự kiến sản lượng năm nay sẽ đạt trên 50.000 tấn, tăng gấp đôi so với vụ trước. Tuy nhiên, đầu ra chủ yếu hiện vẫn phụ thuộc vào các tiểu thương, số lượng cam vào các siêu thị chưa được nhiều nên thị trường tiêu thụ năm nay được dự báo sẽ rất khó khăn. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19006145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại.
thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.